Quý cô bác, anh chị thân mến, Minh Đường tử vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục tử vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hùng hóa cát, tài lộc nở hoa, tình tiền viên mãn, giàu sang phú quý tới già. Và nếu như quý các bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập nhìn Minh Đường Tử Vi đăng tải cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. kênh minh đường tử vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tầm nhìn minh đường tử vi đăng tải muốn gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử di báo trước cực chính xác. Sự thật tuyệt vời về tuổi canh thân sinh năm 1980, tránh nạn đắc lộc, trúng quả cực to, đúng trong năm Ất Tỵ 2025. Có phước làm chủ thế gian, kém phước đành phải gian nan cuộc đời, nghiệp lành quả thiện ta khơi, tạo nhiều công đức ngàn đời ấm no. Canh thân thuận theo ý trời, bốn mùa sung túc êm đềm quanh năm, cửu long bao bọc cuộc đời, phúc lộc tràn trề như là biển khơi. Thưa quý bản mệnh canh thân sinh năm 1980 thân mến, quá khứ từng có lúc tâm của canh thân chỉ có đất trời, chỉ nhìn thiên địa, chỉ tin bản thân, và chỉ thuận theo bản tâm, bản tính. Cách đây không lâu, có lúc canh thân tưởng mọi sự đều đã ổn an, rằng mình đã đạt được hạng mức tối cao của cuộc đời. Rón rén thò một chân ra khỏi phòng an toàn cố hữu, mong thành công trong thành tựu, nghĩ được dựng xây một đời vô tư bên cạnh gia đình mà mình yêu thương. Thời gian trước từng có lúc canh thân cuồng ca một khúc Từng có thời điểm bản mệnh hân hoan trong sự si say Tung bay trong men chiến thắng Rồi cuộc sống không phải là một giấc mơ Cuộc đời là một nơi mà canh thân là đạo diễn Nhưng kịch bản lại do mệnh số giao cho Và kịch bản mệnh số đưa ra Thì thường điểm thêm dài ba chương bi kịch Năm ba dòng khổ đau Thật ra tưởng chừng ấy khó khăn đau khổ dành cho canh thân Có thể khiến chú khỉ trong rừng này đổ gục Nhưng không, công sức nào chả được đền đáp công dung trồng nào chẳng được thu hái trái ngọt. Và bước sang năm Ất Tỵ 2025, người tuổi canh thân chính thức đến hồi Thái Lai, bồi thu tài lộc, giàu có nhất thiên hạ, canh thân muốn biết cụ thể như thế nào hãy cùng Minh Đường Tử Di đi tìm hiểu ngay sau đây. Đầu tiên, thông tin đặc trưng phân biệt người tuổi canh thân, sinh năm 1980, nữ mạng. Canh thân sinh năm 1980, hay còn gọi là thực quả chi hầu, khỉ ăn quả, nữ cung tốn mộc, thuộc đông tứ mệnh. Năm sinh dương lịch từ 16 tháng 2 năm 1980 đến mùng 4 tháng 2 năm 1981, mạng thạch lựu mộc, cây lựu đá, khắc bích thượng thổ, con nhà thanh đế, cô quạnh, cuộc đời được ông quan đế độ mạng. Thiên can, canh, tương hợp, ất, tương hình, giáp, bính, địa chi, thân, tam hợp, thân tí thình, tứ hành xung dần thân tỵ hợi canh thân với nạp âm hành mộc do can canh kim ghép với chi thân kim can và chi có cùng hành kim thuộc lứa tuổi có căn bản năng lực thực tài ít gặp trở ngại trên đường đời từ tiền giận đến trung giận canh thân có nhiều kim tính trong tuổi khi kim dưỡng, hay suy thiếu chất quả kiềm chế các bộ phận như phổi ruột mũi dễ có vấn đề khi lớn tuổi nên lưu ý từ thời trẻ về già đỡ bận tâm canh thân có đầy đủ hai tính chất của can canh cứng rắn sắc sảo nhạy bén độc đoán thích tự lập ít chịu khuất phục chi thân gan dạ ưa mạo hiểm thông minh năng động cá tính ngoan cường bất khuất thiên bẩm lãnh đạo và chỉ huy có nhiều tài năng thường là nhà phát minh nhà ngôn ngữ học coi trọng danh dự tính tình phóng khoáng rộng rãi gan dạ đa mưu túc trí tuổi canh thân có thiên can mang chữ canh có các sao Thái Dương, Vũ Khúc, Thiên Đồng, Thái Âm và Tứ Quá, với Thái Dương và Quá Lộc. Với những người tuổi canh thân, nếu có người cha tài giỏi, có sự nghiệp lớn, thì đó là chỗ dựa vững chắc của tuổi canh thân sau này. Còn nếu tự thân vận động, làm việc có tính cách độc lập, thì tài lộc cũng sẽ tăng nhanh và có tâm lành ý thiện, thì sự nghiệp ngày càng bền vững nhờ có phúc tinh thiên đồng quá khoa. Làm việc ở môi trường có nhiều nam, thích hợp hơn người nữ, phụ nữ tuổi canh thân là người năng động khó ngồi yên một nơi lúc nào cũng muốn hoạt động cả tay chân lẫn đầu óc nếu có điều kiện học hành đến nơi đến chốn dễ trở thành người nổi danh trong các lĩnh vực khoa học nhân văn ngôn ngữ học phát minh họ là người thông minh ứng xử nhanh nhẹn nắm bắt cơ hội kịp thời và biết khai thác rất dễ thành công trong sự nghiệp khuyết điểm chính của người canh thân đó là thiếu người thân tính hợp tác vì ít ai chịu đựng nổi tính tự hào tự kiêu và nhiều tham vọng của người này. Những người này khi làm việc tập trung rất cao độ, không ai có thể làm phiền hay ngắt quãng, đặc biệt họ rất ghét những người thường xuyên nhờ cậy, gặp khó khăn nhỏ đã không thể giải quyết được, bởi tuổi canh thân là những người độc lập, không muốn dựa dẫm vào ai và cũng không muốn người khác quá ỷ lại vào mình. Phụ nữ tuổi canh thân năng động và đầy lôi cuốn, sự xuất hiện của họ luôn làm cho đám đông trở nên sôi nổi, hào hứng hơn, nhờ vào sự khéo léo của mình những cô nàng này được rất nhiều người yêu quý đó là lý do tại sao xung quanh cô nàng tuổi canh thân có rất nhiều anh chàng theo đuổi phụ nữ tuổi canh thân không chỉ là người nội trợ đảm đang mà còn là cánh tay phải đắc lực giúp đỡ công việc làm ăn của gia đình họ không bao giờ chịu sống một cuộc đời tầm thường ý chí tiến thủ luôn thúc đẩy tuổi canh thân không ngừng phát triển để đạt được thành công địa vị trong cuộc sống dù là thân phận nữ nhi chân yếu tay mềm nhưng những cô nàng tuổi canh thân sống độc lập suy nghĩ thực tế họ không dựa dẫm vào bất kỳ ai từ thân tự lực để xây dựng sự nghiệp vững chắc cho mình những người này khéo léo trong công việc thuyết phục người khác vì vậy họ có thể trở thành những nhân viên tiếp thị chăm sóc khách hàng mc dẫn chương trình cô nàng tuổi canh thân không chỉ thông minh nhanh nhẹn mà còn rất xinh đẹp họ biết cách làm cho mình nổi bật giữa đám đông bằng ngoại hình ưa nhìn, quyến rũ và rất tự nhiên, mọi người sẽ luôn phải trầm trồ ngước nhìn phong cách thời trang độc đáo, lạ mắt của cô nàng tuổi canh thân. Phụ nữ tuổi canh thân, trong suốt cuộc đời tuy đôi lúc có gặp phải một chút khó khăn nhỏ, nhưng nhìn chung là đều tốt đẹp, khi còn nhỏ đây là những người khá may mắn về cuộc sống lẫn tình cảm, được gia đình và cha mẹ thương yêu. Trưởng thành, họ gặp một chút khó khăn trong vấn đề công việc, nhưng do vận mạng tốt nên luôn có người giúp đỡ, về già nữ tuổi canh thân gia đạo êm đẹp, cuộc sống sung túc, đầy đủ. Sự nghiệp của nữ tuổi canh thân bắt đầu có bước phát triển và đi lên là sau thời điểm họ kết hôn, lập gia đình. Nhìn chung, con đường công danh của những người này trong suốt cuộc đời có nhiều biến động, nhưng kết quả cuối cùng lại khá mỹ mãn. Xét tổng quan tử di nữ mạng tuổi canh thân trong năm 2025. Thứ nhất xem tử vi 2025 của nữ mạng tuổi Canh Thân theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can. Canh gặp Ất tương sinh, luận tử vi tuổi Canh Thân cho thấy, đây là năm chủ mệnh, công việc được hanh thông, nhờ được quý nhân giúp đỡ, bản thân mở mang có sự liên kết hoặc đầu tư chung với người khác. Bản thân xác định cần phải nỗ lực hơn để đạt được thành quả tương xứng. Xét về địa chi. Thân gặp Tỵ, Lâm cục diện tứ hành xung công việc làm ăn nhiều khả năng không được kết quả như ý muốn, cuộc sống gặp phải chuyện bất lực và sức khỏe cũng cần hết sức lưu tâm, bởi nếu ốm đau trong năm thì thường lâu khỏi bệnh. Xét về ngũ hành Ngũ hành bản mệnh và ngũ hành năm tương sinh, dần khí cát lành, thể chất hay tinh thần đều tốt, đương số có bệnh nhanh khỏi, cầu con được con, cầu tài đắc tài trong năm 2025. Các dự định mới trong công việc có thể tiến hành trong năm nay các tháng giữa năm là tháng sẽ kiếm tiền của chủ mệnh, nên tận dụng thời điểm này để thúc đẩy cũng như phát triển công việc. Tiểu kết Xét theo mối quan hệ can chi và ngũ hành, nữ mạng canh thân sinh năm 1980, có một năm 2025 chủ về bình hòa, các phương diện không quá nhiều sóng gió, công việc làm ăn dần đi vào ổn định. Cũng sẽ giúp cuộc sống của bạn bớt đi nhiều lo toan hơn trước, nếu muốn mở mang hay đột phá hơn, Tất nhiên sẽ phải bỏ nhiều công sức, nhưng thành quả thu về cũng rất xứng đáng. Thứ hai, xem tử vi tuổi canh thân sinh năm 1980 nữ mạng, theo sao hạn. Năm 2025, tuổi canh thân nữ mạng gặp sao kế đô chiếu mệnh. Sao kế đô là một hung tinh rất mạnh, sao này thuộc hành thổ, chủ về hung dữ ám muội, thị phi, buồn rầu. Với bản chất là một hung thần, nên sao này gây ra những điều bất hạnh tai ương. Trong dân gian vẫn lưu truyền bài thơ về sao kế đô như sau. Kế đô chiếu mệnh năm nay, tháng 3 tháng 9 bi ai khóc ròng, đàn bà giận mệnh long đong, ốm đau tăng chế nặng trong năm này, đàn ông tuy nhẹ cũng lây như nàng, phúc lớn qua khỏi được an. Không kỳ thì tai họa dương mang có ngày, phòng người làm dấp rủi nguy, thi ân bố đức thẳng ngay nhẹ nhàng, tham tài dục lợi bất an, thương người phải nhớ chớ than thương phiền. Kế đô, là một trong những thất chính mang tính chất hung bạo, mang lại nhiều nỗi niềm lo lắng cho bản mệnh người bị sao chiếu, ánh sáng mặt trời bị che lấp. Khi hiện tượng nhật thực xảy ra, mang màu sắc u tối, chính vì vậy, những sao mang đại diện của hiện tượng này, người ta tin rằng sẽ có nhiều biến cố xảy ra. Đối diện với những năng lượng xấu của sao chiếu mệnh, chủ hung hại, nếu biết cách, có thể chuyển nguy thành an, chuyển hư thành tài và giảm bớt nhiều tác động xấu của sao. Theo như ý tứ của bài thơ Thì nam mệnh gặp sao này trong năm Họ hàng thường có tan sự Đối với phụ nữ gặp sao này Sự nghiệp gặp gần, gia đạo Tình cảm bất an, khổ vì con cái ốm đau, khó dạy bảo Thời điểm mà sao kế đô ảnh hưởng mạnh nhất Đó là tháng 3 âm lịch và tháng 9 âm lịch Cách quá giải hạn sao kế đô Đó là việc ăn ở ngay thẳng, hiền hòa Giúp đỡ bố thí cho những người khó khăn, cơ nhở đặc biệt khi đã làm ơn bố thí thì phải nhã nhặn lịch sự vô tư chớ có kể công than phiền hay muốn được dinh danh tự hào vậy mới hoàn hảo thứ ba xem tử di nữ mạng tuổi canh thân theo niên hạn là hạng thiên tinh hạng thiên tinh là một hạng xấu ảnh hưởng lớn tới sức khỏe và dễ mắc kiện cáo rắc rối với pháp luật trong tất cả 8 hạng mà con người mắc phải trong chu kỳ dần hạn theo tuổi thì hạng thiên tinh sẽ là một trong những hạng nặng nhất đối với người phụ nữ. Người mắc phải hạng này, nếu không cẩn thận, sẽ gặp cú sốc lớn về cả sức khỏe lẫn tinh thần. Nhắc đến hạng thiên tinh, người xưa có câu thơ như sau: Thiên tinh phải mắc dạ tai ngục hình. Có nghĩa thiên tinh là hạng xấu, chủ về sức khỏe, kiện cáo, nhất là các bệnh về tiêu hóa, đường ruột, bị ngộ độc thực phẩm, không kịp điều trị, sẽ dễ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng hạng thiên tinh là hạng nặng nhất với chị em phụ nữ gặp hạng thiên tinh quý chị phải đề phòng ngộ độc đi ra ngoài cẩn trọng có thể gặp chuyện tai bay dạ gió nên chú ý lời ăn tiếng nói trong năm mà đau ốm không rõ nguồn cơn thì nên thành tâm cúng lễ thì nhanh khỏi tiểu kết khi bắt tay vào làm bất cứ việc gì người tuổi canh thân nữ mạng cũng cần hết sức cẩn thận bởi sự cố có thể xảy ra bất cứ lúc nào vấn đề sức khỏe cũng cần phải được quan tâm nhiều hơn. Bản mệnh chớ gì làm việc quá sức mà thành ra lao lực, phải tốn thêm tiền của thuốc thang chạy chữa. Thứ bốn, giận niên năm 2025 của tuổi canh thân, nữ mạng. Năm 2025, tuổi canh thân nữ mạng gặp giận niên, lòng đắc vũ. Long đắc vũ là rồng gặp mây, được thời cơ làm mưa cho thiên hạ. Trong năm bản mệnh có nhiều công to việc lớn, phải làm ngay, Tuy mọi việc gặp nhiều trắc trở, khó khăn vất vả lúc khởi đầu, nhưng nếu kiên trì, quyết tâm theo đuổi tới cùng, thì cũng có tác dụng tốt đẹp. Xuất hành đi xa có lợi, đường công danh sự nghiệp, tuy bị người xấu gây khó dễ, nhưng bản mệnh sẽ gặp quý nhân giúp sức, sau được công thành danh toại. Trong năm này, bản mệnh cũng gặp nhiều bạn mới, tuy nhiên nên tỉnh táo, quan tâm đến trước, kẻo sau dễ bị lừa gạt về tình cảm. Thứ năm, xem vận hạn năm 2025, tuổi canh thân nữ mạng, theo tuổi âm. Tam tai năm 2025. Người tuổi canh thân cần tránh các năm tam tai là dần, mão, thìn, năm 2025 là năm ất tỵ. Theo cách tính này thì gia chủ canh thân 1980 sẽ không phạm đại kỵ tam tai. Không có thêm yếu tố hung hiểm nào tác động lên vận trình năm ất tỵ, bản mệnh yên tâm làm việc và vui sống. Kim Lâu năm 2025 Năm Ất Tỵ 2025, gia chủ canh thân 1980 là 46 tuổi, tuổi mụ, sẽ phạm Kim Lâu thân. Kỳ bản thân gây tai họa cho chính bản thân mình, nếu tai họa ập xuống thì mình sẽ là người gánh hậu quả nặng nề nhất. Quan ốc năm 2025 Năm nay gia chủ tuổi canh thân là Tứ Tấn Tài, không phạm quan ốc. Tứ Tấn Tài, có câu, tứ tấn tài chi phước lộc lai, làm nhà tuổi này gặp nhiều phúc lộc. Thái tuế năm 2025 Canh thân 1980, trong năm ất tỵ 2025, sẽ phạm vào hình thái tuế. Hình thái tuế, năm hạng thái tuế hình tuổi cầm tinh, trong những năm này, bản mệnh cần hết sức cẩn thận kẻo dướng họa chuyện tụng. Tiểu nhân hãm hại, bị phạt tiền, mất diệt, bản thân và người nhà sức khỏe có vấn đề. Hình thái tuế hay còn được gọi là thiên sung Chỉ trường hợp người có tuổi con giáp cách con giáp lưu niên 6 năm Chịu ảnh hưởng hình khắc Tức thiên xung giới lưu niên thái tuế Cách quá giải hình thái tuế Đặt một ly nước trắng về hướng cầu tài Năm 2025 Hướng cầu tài là hướng chính bắc Để tăng tài giận Cùng với đó bản thân nên năng đi đền chùa cầu an Những ai vào năm phạm thái tuế không nên làm gì Hạn chế đi đám ma, đám hiếu không vào phòng sinh đẻ. Điều này được lý giải là vì trong vận trình một năm thì không hẳn lúc nào người phạm thái tuế cũng xui xẻo. Nhưng ngũ hành sinh khắc, tức nếu tham gia quá nhiều vào các chuyện xui xẻo thì giống như diêm gặp lửa. Dễ làm cho bản thân bắt đầu xui xẻo. Nếu nhất định phải tham gia thì tùy vào nghi lễ mà nên tránh làm bước cuối cùng. Ví dụ đưa đám ma thì lúc cuối nên quay lưng lại với bia mộ. Đối với phòng sinh đẻ thì nên chuẩn bị một bao lì xì đỏ để lấy chút khí lành. Không đến nơi quang du, hẻo lánh, vì theo thuyết âm dương, chỗ nào càng vắng vẻ heo hút, âm khí càng nhiều, không tốt cho người phạm thái tuế. Không tiến hành chuyện lớn, chuyện đại sự tốt nhất, nếu gặp những chuyện có tính biến động lớn hoặc biến hóa không lường trước được thì nên nhẫn nại hoặc không nên tham gia, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Không nên đứng ra giúp đỡ hay bảo đảm cho người khác bất cứ lúc nào phạm thái tuế tối kỵ bốc đồng, sốc nổi, đứng ra lo chuyện bao đồng giúp đỡ người không quen biết hay giúp bạn bè đứng ra đảm bảo để dây mượn tiền bạc. Những hành động thiếu suy nghĩ sẽ khiến cho bạn dướng phải phiền phức, rắc rối, thậm chí có thể bị họa đau thương hay dướng phải kiện tụng, nên lánh đi là hơn. Trạch tuổi năm 2025 Theo hệ thống cửu trạch dận niên, thì gia chủ canh thân 1980, năm ất tỵ 2025 là trạch phúc. Trạch phúc là một trong bốn trạch tốt gồm trạch phúc, trạch đức, trạch bảo, trạch lộc. Trạch phúc là tốt, bởi vậy gia chủ 1980 nên mua, xây cất hoặc sửa nhà và nên làm các việc trọng đại vào năm 2025 này. Người xưa có thơ rằng, làm nhà cửu trạch giận từng niên, phúc, đức, bảo, lộc phú thọ yên. Nếu gặp bại, hư, khóc, quỷ, tử, chắc là sát chủ với thê hiền. Nghĩa là, làm nhà phải chú ý trạch từng năm. Các trạch tốt là phúc, đức, bảo, lộc. Các trạch xấu là bại, hư, khóc, quỷ, tử, trừ ra. Đánh giá chung về tử di năm 2025, tuổi canh thân, nữ mạng. Về cơ bản, dần khí của nữ mạng tuổi canh thân, sinh năm 1980, trong năm 2025 khá suôn sẻ. Tuy vẫn có thể phải đối mặt với những thách thức nhất định, nhưng vấn đề không quá lớn chỉ cần nỗ lực và kiên trì thì chắc chắn sớm đạt được thứ mình muốn. Với các quyết định lớn, bạn cần cân nhắc cẩn thận, chớ nghe theo lời rủ rê của người không thân thiết. Về phương diện sự nghiệp. Trong năm Ất Tỵ 2025, nữ mạng tuổi canh thân may mắn được quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp dần bước vào giai đoạn ổn định, hứa hẹn một năm hài hòa, sống yên biển lặng, công việc không có quá nhiều cản trở chăm chỉ làm việc, ắt gặt hái thành quả xứng đáng. Nếu có sự chủ động, bạn hoàn toàn có thể tự tạo ra cơ hội thăng tiến mà không cần bất cứ ai tác động. Biểu hiện và chất lượng công việc sẽ nói rõ năng lực của bạn tới đâu, đó là lý do. Canh thân nữ mạng chỉ cần chú tâm và gắn hết sức mình, cấp trên sẽ có những đánh giá xứng đáng với màn thể hiện của bạn. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để đương số chú trọng mở rộng phương diện ngoại giao, tăng cường giao tiếp tiếp xúc với người quyền thế, khi thời cơ đến, họ sẽ là quý nhân, nâng đỡ con đường thăng quan tiến chức của bạn. Cái thiếu của đương số nằm ở sự quyết đoán, nhất quán về mục tiêu và kế hoạch rõ ràng, chỉ cần bổ sung được, chắc chắn sẽ thu về thành công rực rỡ. May mắn có nóc trì các tinh trợ mệnh, bản mệnh sẽ được tiếp thêm động lực, tinh thần phấn đấu mạnh mẽ hơn hẳn, thậm chí khát khao đến cháy bỏng, rất tốt cho những ai đã và đang muốn khởi nghiệp trong năm 2025 tỷ lệ thành công rất cao. Tuy nhiên, dù có các tin hỗ trợ, nhưng cũng không ít thông tin rình rập gây điều tiếng, thị phi. Bạn nên hành xử cẩn trọng để bảo vệ thành quả của mình, tránh hống hách mà trở thành bia ngắm của kẻ tiểu nhân dẫn tới tai bay dạ gió đấy nhé. Về phương diện tài lộc, Tình hình tài chính của người tuổi canh thân, nữ mạng, nhìn chung đã được cải thiện hơn trước rất nhiều, không chỉ thu nhập tăng lên, mà các nguồn thu từ việc kinh doanh nhỏ lẻ làm thêm cũng tăng lên, giúp bạn cải thiện được cuộc sống, tất cả là nhờ vào các khí của thiên tài. Thứ tài trong năm sẽ là nguồn thu chủ yếu của con giáp này, nhất là những ai chăm chỉ làm ăn, lúc này hứa hẹn có nhiều nguồn thu nhập đổ về. Bản mệnh càng xông xáo, có sự chủ động trong mọi việc, dám thử sức với các lĩnh vực mới, phá vỡ giới hạn của chính bản thân mình thì càng dễ thu lợi. Còn nếu chỉ an phận ai bảo gì làm nấy, sẽ chẳng có sự đột phá nào xảy ra, thậm chí dù có lợi thế, nhưng cơ hội tan biến trong nháy mắt, nhìn được đấy nhưng lại không nắm bắt được. Tuy vậy, hung tinh thiên quan kết hợp với thiên cẩu cảnh báo, các mối quan hệ xã giao, hợp tác làm ăn khá mong manh, nếu không chú ý thắt chặt, sẽ rất dễ đổ dở, ảnh hưởng tới lợi ích lâu dài. Đặc biệt, bản mệnh cần đề cao cảnh giác những kẻ lừa đảo, những người kinh doanh, được khuyên làm ăn buôn bán phải thận trọng trước những chiêu trò mới của đối thủ cạnh tranh để giữ được lợi thế của mình. Bạn có thể dành thêm thời gian quan sát đối thủ, có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thông qua việc quan sát đó, bạn vừa có thể nắm bắt hướng đi của đối thủ để có phương án phòng thủ phù hợp, lại vừa có thể học tập từ chính đối phương để điều chỉnh lại bản thân. Trong năm này, những ai làm trong lĩnh vực tài chính, bán hàng, bất động sản cần chú ý theo dõi biến động thị trường, tránh vì chạy theo cái lợi trước mắt mà đưa ra phán đoán sai lầm, gây thiệt hại tiền của. Về phương diện tình cảm, gia đạo Xét toàn cục diện tử di 2025 thì thấy rằng phương diện tình duyên hay gia đạo tuổi canh thân sinh năm 1980, nữ mạng, trong năm 2025 khá tốt, ít sóng to gió lớn. Nữ mạng còn độc thân, tuy không quá dượng đào hoa, nhưng may mắn có được các mối quan hệ chất lượng do trưởng bối giới thiệu, từ đó có thể tìm được người ưng ý đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định, thậm chí có thể cân nhắc lâu dài. Gia đạo khá hài hòa, dù khó tránh lúc xung đột giữa các thế hệ khác nhau, tình cảm vợ chồng duy trì ở mức bình ổn, đôi khi khá nhạt nhòa, khiến một trong hai nảy sinh tâm lý chán chường, muốn tìm người khác để dốc bầu tâm sự. Nhân cơ hội này, hung tinh phá toái gieo rắc điều phiền muộn. Nếu không thực sự tỉnh táo, đương số rất dễ rơi vào cạm bẫy tình ái, đe dọa hạnh phúc gia đình bấy lâu. Hãy chế ngự sự cám dỗ bằng chính những thói quen chăm lo cho nửa kia, có như vậy dần hạn mới qua. Về phương diện sức khỏe tuổi canh thân, năm Ất Tỵ 2025. Đa phần những người tuổi canh thân nữ mạng đều không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng về sức khỏe trong năm 2025. Có điều đương số có hạng thiên tinh, lại thêm nhiều hung tinh chiếu mệnh, nên khó tránh lúc mệt mỏi, suy nhược cơ thể, mất ngủ hoặc căng thẳng quá mức. Lúc này cần dành thời gian nghỉ ngơi, có thể đi du lịch xa để giải tỏa, hung tinh Bạch Hổ và Phi Liêm đồng tác động, mang tới chỉ báo về tai nạn bất ngờ do xe cộ hoặc sông nước, nữ mạng tuổi canh thân cần hết sức cảnh giác. Người sinh vào mùa đông dễ gặp xui xẻo hơn cả, chú ý vấn đề đi lại kẻo dễ bị té ngã, gây chảy máu, tổn thương chân tay hoặc quanh dùng đầu. Cách hóa giải giận hạn theo phong thủy năm 2025 dành cho nữ mạng canh thân, sinh năm 1980. 1. Hóa giải sao kế đô theo phong thủy. Đồ phong thủy, sao kế đô là sao thuộc hành thổ, muốn hóa giải được những nguồn năng lượng tiêu cực từ sao này thì cần phải dùng hành kim để tiết chế, Do đó, nên mặc những đồ màu trắng, bạc, tám, y. Có thể dùng những vật phẩm phong thủy làm bằng đá quý màu trắng như thạch anh trắng để áp chế. Tích cực làm việc thiện, chủ động làm nhiều việc thiện, giúp đỡ mọi người xung quanh, thường xuyên phóng sinh, dần già tai ương sẽ biến mất. Việc dân sao giải hạn tốn kém, mất nhiều công sức mà chưa chắc đã có được hiệu quả bằng chính việc làm của bản thân mình. 2. Quá giải hạn thiên tinh năm 2025 Về sức khỏe, chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm, dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân Tránh ăn những thực phẩm khó tiêu, nhẹ thì thường xuyên đau bụng, tiêu chảy, nặng thì phải cấp cứu vì bị ngộ độc thực phẩm Trong làm ăn, người gặp hạn này cần cẩn thận và tính toán hơn, không nên tin lời người khác mà làm ăn sai trái, phạm vào pháp luật mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng ra tòa. Tu tâm, làm nhiều việc thiện, năng làm việc thiện giúp đỡ người khác là cách tích phúc đức đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, đương số nên thường xuyên đi chùa tĩnh tâm hay thắp hương cầu bình an cho gia đình. Dân thưa quý vị, chọn tuổi xông nhà đầu năm là phong tục không thể thiếu trong truyền thống của người việt để cầu tài lộc, may mắn. Tiêu chí để chọn người đến sông nhà là hợp tuổi với gia chủ, tính tình thiện lương, đức độ, tốt bụng. Xem tuổi sông nhà, sông đất năm Ất Tỵ 2025 cho người tuổi canh thân. Theo kinh nghiệm dân gian, khi chọn người sông đất nên chọn người có thiên can, địa chi, ngũ hành tương sinh với gia chủ. Đồng thời thiên can, địa chi, ngũ hành của năm 2025 cũng cần tương sinh với người đó.

Giáp Ngọ 2014, không tốt, Nhân Thân 1932, không tốt, Giáp Dần 1974, không tốt, Nhân Thân 1992, không tốt, Giáp Thân 1944, không tốt. 2. Xuất hành đầu năm 2025. Mùng 1 Tết ất tỵ, xuất hành hướng đông nam để đón hỷ thần, hướng chính bắc để đón tài thần. Khởi hành vào các khung giờ hoàng đạo, giờ dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn, 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ, 9 đến 11 giờ, giờ Thân, 15 giờ đến 17 giờ, giờ Dậu, 17 đến 19 giờ, giờ Hợi, 21 giờ đến 23 giờ. Tiếp theo là vận trình từng tháng âm lịch, đối với bản mệnh tuổi Canh Thân sinh năm 1980, nữ mạng, trong năm Ất Tỵ 2025, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích Dẫn trình tháng 1 âm lịch 2025 đối với bản mệnh nữ mạng tuổi canh thân, sinh năm 1980. Tháng giêng đầu năm, canh thân 1980 nữ mạng vui xuân cùng gia đình. Bản mệnh tuổi canh thân cần lưu ý về mặt sự nghiệp có nhiều sự biến đổi. Tính cách nóng nảy, dễ bị người khác ghen ghét, cấp trên cũng không hài lòng, ảnh hưởng tiền đồ. Công việc làm ăn không nên suy nghĩ nhiều để tránh bị stress. Mọi VEC đã có sự an bài, bởi vậy bạn cứ thuận theo tự nhiên không nên quá cưỡng cầu hay tạo áp lực cho mình. Lưu ý, trong tháng bản mệnh cần chú ý về mặt sức khỏe, đề phòng chân tay bị tổn thương. Vận trình tháng 2 âm lịch 2025 đối với bản mệnh nữ mạng tuổi canh thân, sinh năm 1980. Bước sang tháng 2 âm lịch, về phương diện sự nghiệp của canh thân không được như ý muốn, chịu ảnh hưởng của thiên khốc Tăng môn làm cho tinh thần dễ bị lơ là khi làm việc. Đồng thời, khi tinh thần khó chịu, nó còn kéo tiến độ công việc xuống dốc, tiểu nhân quấy phá, đồng nghiệp phàn nàn hết lần này đến lần khác. Không chỉ vậy, tháng này là tháng Mão, cùng với sự xuất hiện của Thiên Quang, Thiên Khốc cũng sẽ mang đến cho bản mệnh tuổi canh thân gặp rất nhiều phiền phức. Khiến bản mệnh gặp nhiều xui xẻo, đặc biệt chú ý đến giấy tờ quan trọng hay là hợp đồng mua bán, dễ gia vào pháp luật, kiện tụng bản mệnh cũng nên cẩn thận trong đầu tư, hùng hạp làm ăn kẻo mất trắng, nên suy nghĩ cho cẩn thận trước khi đầu tư. Vì vậy, lời khuyên cho bản mệnh nên điều chỉnh lại tâm lý trong tháng này, nỗ lực vượt qua ảnh hưởng của sao xấu, đừng để nó gây nguy hại đến tài lộc. vận trình tháng 3 âm lịch 2025, đối với bản mệnh nữ mạng tuổi canh thân, sinh năm 1980. Bước sang tháng 3 âm lịch, đây là tháng tam hợp, thân tí thình trợ mệnh bản mệnh có được quý nhân giúp sức có nhiều cơ hội phát huy hết tài hoa và năng lực của bản thân tài lộc ổn định giận trình tài lộc của bản mệnh tuổi canh thân có phần khởi sắc công việc khi làm ăn hợp tác hay làm các lĩnh vực liên quan tới bất động sản đất đai có phần thuận lợi trong lúc thuận lợi bản mệnh cũng cần lưu ý không nên quá ham chơi ngang bướng nếu không sẽ khiến sự nghiệp của mình bị phá hoại khi làm việc không nên đối đầu với lãnh đạo nếu không sẽ gặp nhiều trở ngại cho vận trình của mình. Tháng này vận đào hoa của bản mệnh khá tốt, người độc thân có thể làm quen với những người khác phái trong các chuyến đi du lịch hoặc công tác, muốn thoát khỏi cảnh độc thân thì cũng nên biết nắm bắt cơ hội. Tuy nhiên, đối với những người đã có gia đình cần phải giữ mình, kéo lại dướng phải đào hoa giữ, ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân và gây tổn thương tới người thân yêu của mình. Vận trình tháng 4 âm lịch 2025 đối với bản mệnh nữ mạng tuổi canh thân, sinh năm 1980. Tử vi của bản mệnh tuổi canh thân, tháng 4 âm lịch năm 2025, có điểm thăng tiến nhẹ. Dần khí thăng tiến, tình trạng kiếm tiền tay trái của bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội tốt, việc kinh doanh vận hành có phần được thuận lợi hơn, doanh thu sẽ cao. Dựa vào tài năng của bản mệnh có thể thu về thành quả bất ngờ. Đường tài lộc tháng này khá khả quan, chỉ cần chăm chỉ thì sẽ dễ giàu có. Dận trình tháng 5 âm lịch 2025, đối với bản mệnh nữ mạng tuổi canh thân, sinh năm 1980. Trong tháng 5 âm lịch này, về dận trình sự nghiệp của bản mệnh tuổi canh thân có phần khởi sắc. Có thể nhìn ra bản mệnh sẽ có một tháng tốt đẹp, làm việc gì cũng sẽ có quý nhân phù trợ, có lợi cho đường học hành thi cử, tìm việc, phúc lợi, công việc có sự mở mang và tăng tiến. Tuy nhiên trong tháng cũng sẽ gặp đôi chút thử thách, do bản thân quá ham chơi nên sự nghiệp gặp chút ràng buộc. Bản thân bản mệnh canh thân cũng cần phải tích cực giành lấy cơ hội cho mình, việc gì cũng phải lý trí, tỉnh táo. Ngoài ra với sự trợ giúp của ngôi sao may mắn thiên đức, cơ hội việc làm cho bản mệnh sẽ được nâng cao, có cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc. Chỉ cần có sự chăm chỉ, nhiệt tình trong công việc thì sẽ thu được thành quả. Dựận trình tháng 6 âm lịch 2025, đối với bản mệnh nữ mạng tuổi Canh Thân, sinh năm 1980. Tổng thể đường tài lộc của bản mệnh tuổi Canh Thân trong tháng 6 âm lịch ở mức trung bình, có thu, có chi. Trong tháng này, nhờ các sao tốt lành che chở, bảo vệ nên vận thế của bản mệnh ở hầu hết các khía cạnh đều tương đối bình ổn. Bản mệnh có cơ hội thể hiện những khía cạnh năng lực của bản thân thông qua những việc làm thường ngày ngành nghề tay trái cũng được phát huy, cho nên tài lộc được rủng rỉnh. Tuy nhiên, bản mệnh nên chú ý, sự tác động của sao kế đô làm cho bản mệnh phải xử lý nhiều việc phát sinh ngoài ý muốn. Bước sang tháng 7 âm lịch 2025, đối với bản mệnh nữ mạng tuổi canh thân, sinh năm 1980. Tháng này, bản mệnh tuổi canh thân đang chịu ảnh hưởng bởi thái tuế án ngữ, lại thêm thiên khốc, địa tăng quấy phá gây ra những chuyện buồn phiền, về phương diện tình cảm không như ý, bản mệnh tỏ ra khá nóng tính, cục tính. Không chỉ vậy, nửa cuối tháng này nửa kia cũng ít quan tâm đến bản mệnh, hai bên dễ xảy ra tranh cãi. Tháng này, bản mệnh tuổi canh thân không có quý nhân trợ giúp, vận may chưa tới, lại đang chịu tác động lớn từ năng lượng tiêu cực, làm cho việc kinh doanh buôn bán dễ có sự sa sút, đặc biệt những người đang kinh doanh chứng khoán. Tài chính càng cần phải tỉnh táo hơn. Vận trình tháng 8 âm lịch 2025, đối với bản mệnh nữ mạng tuổi canh thân, sinh năm 1980. Bản mệnh tuổi canh thân trong tháng 9 âm lịch này bị ảnh hưởng bởi nhiều hung tinh quấy phá, tình hình sức khỏe không được mấy lạc quan. Vận trình sự nghiệp không được như ý, dễ nảy sinh thị phi, bản thân quá ngang bướng, nóng nảy, cho nên không được mọi người ủng hộ bản mệnh cũng nên biết khắc chế điểm này suy nghĩ thận trọng trước khi nói hay làm bản mệnh cũng cần cẩn thận đề phòng tiểu nhân chú ý đến lời nói giữ thái độ hòa nhã với mọi người tránh mâu thuẫn gay gắt gây ra nhiều hiềm khích điều này sẽ ảnh hưởng tới công việc hiện tại và sự nghiệp khi giao tiếp với con cái của mình sẽ có bất đồng giữa hai thế hệ tình cảm vợ chồng cũng có điềm báo không lành tài lộc tốt Dẫn trình tháng 9 âm lịch 2025 đối với bản mệnh nữ mạng tuổi canh thân, sinh năm 1980. Tháng 9 âm lịch, dẫn trình công việc của bản mệnh tuổi canh thân, tương đối bận rộn, bản mệnh phải đối phó với khối lượng công việc tương đối lớn và áp lực bị đè nặng. Công việc có nhiều hạng mục cần phải thực hiện, bản mệnh cần phải lập ra những kế hoạch chi tiết và khoa học thì mới mong đạt được kết quả tốt ngoài ra tháng này bản mệnh cũng nên chú ý giữa làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, đừng làm việc quá sức nếu không cơ thể sẽ mệt mỏi về sức khỏe chú ý các đồ vật trong gia đình và khi tham gia giao thông tránh gặp quả huyết quang gây thương tích cho thân thể mình vận trình tháng 10 âm lịch 2025 đối với bản mệnh nữ mạng tuổi canh thân sinh năm 1980 tháng 9 âm lịch bản mệnh tuổi canh thân gặp nhiều khó khăn trở ngại Tháng phạm cục diện tứ hành xung Dần thân tị hợi Nó mang tới vận trình có nhiều biến đổi Mưu sự tính toán đều dễ chệch hướng Bản thân bản mệnh cần phải lý trí Tỉnh táo để tìm ra cách đối phó Tháng 9 âm lịch Bản mệnh canh thân cũng bị ảnh hưởng bởi giác tú Thiên khốc là hung tinh Điều này làm cho bản mệnh trở nên nóng tính Cục tính Gây ra nhiều sóng gió trở ngại cho công việc Trong gia đình cũng dễ xảy ra xung đột với người thân hoặc con cái Điều này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ tình thân, không khí gia đình sẽ trở nên căng thẳng. Dận trình tháng 11 âm lịch 2025, đối với bản mệnh nữ mạng tuổi canh thân, sinh năm 1980. Bước sang tháng 11 âm lịch cho thấy, dận trình của bản mệnh tuổi canh thân đang gặp được cục diện ngũ hành tam hợp, thân tí thình trợ mệnh, mang tới nhiều sự may mắn, bản mệnh có một tháng cát lành. Sự nghiệp có sự mở mang, Bản mệnh sẽ gặp nhiều cơ hội tốt. Mặc dù cũng gặp không ít đối thủ cạnh tranh nhưng bản mệnh sẽ có quý nhân đứng sau giúp đỡ, mà hạn chế các khó khăn, vẫn thu được thành quả tốt. Bản mệnh tuổi canh thân cũng cần phát huy tài năng của mình hơn nữa, để cấp trên nhìn nhận, sự nghiệp có điểm thăng tiến. Tháng này bản mệnh cũng nên mạnh dạn làm những công việc đang muốn làm, vận may lớn sẽ đến. Về tình cảm, bản mệnh được mọi người hỗ trợ giúp đỡ trong công việc và cuộc sống nhưng hãy dành thời gian quan tâm đến gia đình nhiều hơn đừng để công việc làm bạn bận rộn đến không có thời gian dành cho gia đình của mình về tiền bạc làm ăn công việc tháng này rất thuận lợi hãy tiếp tục học tập và trao dồi kiến thức nhiều hơn để phát triển kinh tế một cách tốt nhất có thể về sức khỏe chú ý là đi lại cần cẩn thận tránh gặp tai nạn xây xác nhỏ không đáng có vận trình tháng 12 âm lịch 2025 đối với bản mệnh nữ mạng tuổi canh thân, sinh năm 1980. Bước sang tháng 12 âm lịch, vận trình của bản mệnh tuổi canh thân sẽ có nhiều thay đổi tích cực, bản mệnh ít bị tác động bởi các hung tinh, nhưng vẫn có được các tinh trợ mệnh, mặc dù công việc cuối năm bận rộn, nhưng bản mệnh có kế hoạch cụ thể, vẫn hoàn thành tốt công việc của mình. Người làm công việc kinh doanh, buôn bán, gặp được nhiều may mắn và thuận lợi người làm công ăn lương cũng có một tháng tốt lành công việc trôi chảy bản mệnh cũng không cần phải lo lắng quá nhiều về phương diện tài lộc của bản mệnh tuổi canh thân trong tháng này tương đối tốt công việc thuận lợi giúp cho bản mệnh có được cơ hội gặt hái được nhiều tiền bạc đảm bảo nhu cầu cuối năm và mua sắm trong dịp tết sắp tới nhìn chung trong tháng này bản mệnh tuổi canh thân có thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng giúp cho bản mệnh có được nhiều niềm vui và an tâm hơn về tài chính của mình. Trong tháng này nhân duyên và công việc khá ưng ý cho nên bản mệnh có thể mỉm cười viên mãn. Nhân sinh cảm ngộ Quý vị thân mến, cổ nhân dạy rằng nạn ở miệng, ốm ở chân, muốn bình an, sống lâu thì cần ghi nhớ nạn ở miệng là gì. Cổ nhân thường dạy rằng bệnh từ miệng mà giàu, quả từ miệng mà ra người có bệnh tốt hay xấu chỉ cần mở miệng là có thể biết ngay con người có thể nói ra lời hay ý đẹp nhưng cũng có thể làm người khác tổn thương đau khổ đặc biệt miệng còn là bộ phận để ăn uống cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể của mỗi người theo lời dạy của cổ nhân nạn ở miệng gồm những điều đáng chú ý dưới đây không ăn sáng người xưa thường truyền nhau câu nói rằng hãy ăn sáng như một vị vua ăn trưa như một hoàng tử và ăn tối như một người ăn mày thế nhưng hiện tại nhiều người lại đang làm theo chiều ngược lại họ ăn sáng qua quýt thậm chí bỏ luôn bữa ăn sáng đối phó với bữa trưa đến tối lại chè chén no say đủ các món đây là một trong những nguyên nhân chính gây sức khỏe suy giảm bệnh tật tìm đến khoa học đã chứng minh bỏ bữa sáng khiến con người trở nên thiếu tập trung bộ não bị đình trệ chưa kể Điều này còn ảnh hưởng đến quá trình tiết axit dạ dày và bài tiết mật, từ đó gây ra tình trạng viêm dạ dày, sỏi mật và các bệnh tiêu hóa khác. Một nghiên cứu của Đại học Erlangen ở Đức khẳng định rằng những người không coi trọng bữa sáng có tuổi thọ trung bình ngắn hơn 2,5 năm so với những người có thói quen ăn sáng đều đặn. Ăn nhanh Thời buổi kinh tế xã hội phát triển, áp lực công việc và cuộc sống ngày càng tăng lên, con người dễ rơi vào trạng thái căng thẳng bận rộn để tiết kiệm thời gian họ cố gắng ăn nhanh hết mức có thể tuy nhiên việc làm này lại không tốt cho sức khỏe nếu ăn quá nhanh chưa kịp nhai nuốt được thức ăn vào bụng sẽ khiến niêm mạc đường tiêu hóa tổn thương từ đó gây ra tình trạng viêm mãn tính đặc biệt việc ăn nhanh còn khiến khối lượng thức ăn bị gión cục dễ bị thực quản kích thích cơ học mạnh về lâu về dài sẽ dẫn tới tình trạng ung thư uống ít nước. 70% cơ thể con người là nước và 90% các thành phần trong máu người có nguồn gốc từ nước. Do đó, ở một mức độ nhất định, thì thể tích nước quyết định chất lượng máu, chất lượng máu quyết định thể lực. Để tăng cường sức khỏe, cần bổ sung đủ nước cho cơ thể. Tuy nhiên, nên uống các loại nước có lợi cho cơ thể, như nước lọc, nước ép hoa quả. Việc dùng đồ uống giải khát thay nước càng thêm nguy hiểm đặc biệt là những đồ uống có đường càng uống nhiều nguy cơ tử vong mắc bệnh tật càng cao hút thuốc nghiện rượu chắc hẳn ai cũng biết hút thuốc lá có hại cho sức khỏe rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra hút thuốc lá là nguyên nhân dẫn tới nhiều bệnh từ ung thư điển hình như ung thư dòng họng ung thư miệng và ung thư đường tiêu hóa bên cạnh việc hút thuốc lá thì uống rượu cũng rất nguy hiểm uống càng lâu càng nhiều rượu thì càng có hại cho cơ thể gia tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư. Thống kê cho thấy, mỗi năm trên thế giới có tới 3,3 triệu người chết vì lạm dụng rượu. Vì thế, có thể nói uống rượu và hút thuốc là điều không tốt cho sức khỏe. Để bảo vệ bản thân, những ai có thói quen uống rượu và hút thuốc nên bỏ sớm càng tốt, đừng để cái miệng làm hại cái thân. Tu khẩu, bên cạnh những thói quen ăn uống thì nạn ở miệng còn ý chỉ nên ăn nói thế nào cho phải tránh phiền phức người xưa có câu lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau thế nhưng ngày nay vẫn có những người đạo đức thấp nói năng thiếu suy nghĩ thích làm tổn thương người khác bằng những lời nói lạnh lẽo soi mói có những người nói suông hứa hẹn rồi quên mất thói quen này lâu dần sẽ dẫn đến tai họa để cuộc sống êm đềm tốt đẹp hãy biết cách tu cái miệng của mình học cách giữ im lặng đúng lúc tu ý tu lời Tu thân được cũng là một cảnh giới trong tu dưỡng đạo đức. Ốm ở chân là gì? Nhiều người lấy cớ công việc bận rộn, thời gian hạn hẹp để trốn tránh việc tập luyện thể thao. Tuy nhiên, có một phương pháp tập luyện thể dục đơn giản, không tốn kém, không rắc rối mà bất kỳ ai cũng có thể làm được, đó là đi bộ. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, đi bộ rất tốt cho cơ thể, việc này giúp kích hoạt các hệ xương cơ, dây chằng cùng với nhiều cơ quan khác của cơ thể. đi bộ giúp tăng cường cơ bắp, kéo giãn cơ, xương và giúp xương dẻo dai, linh hoạt hơn. các chuyên gia y khoa cũng khuyến cáo người bình thường nên đi khoảng 4.000 bước trên một ngày. tùy người sẽ có những phạm vi, giới hạn khác nhau. không nên tự tập quá sức, kéo vô tình gây áp lực lên cơ thể. câu nói của cố nhân nghe thì đơn giản, dễ hiểu, nhưng mấy ai trong đời có thể quản diệt và mở chân? dân, quý vị thân mến. Trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về ba cơ hội vàng giúp tuổi canh thân, sinh năm 1980, nữ mạng, đổi đời giàu có hơn người trong năm Ất Tỵ 2025. Minh Đường Tử Di rất mong rằng quý vị sẽ gặp được nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Di vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng con mừng ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.